Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lên bảng nhé. Đây là cái bài đối thoại của chúng ta ngày hôm nay. You seem upset. Chúng ta có động từ seem là dường như, trông có vẻ. Cái động từ seem này nó tương đương với động từ look, là trông có vẻ, nhìn có vẻ. Như vậy, you seem upset, tức là bạn có vẻ lo lắng thế, buồn bã thế. Upset là lo lắng, bồn chồn, buồn bã nha các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Chữ wrong đây là sai trái. Trong tình huống này chúng ta hiểu đó là bất ổn. Có điều gì đó bất ổn phải không? Is anything wrong? Yes. Vâng. The heating system in my building is broken. Chúng ta có nhóm từ heating system, tức là cái hệ thống máy sưởi trong cái nhà của chúng ta hay là cái trong cái tòa nhà đó các bạn. Cái hệ thống máy sưởi nhiệt đó, làm ấm đó. Yes, the heating system in my building is broken. Và cái nhóm từ to be broken chúng ta đã làm quen nhiều lần rồi. Nó có nghĩa là bị hư hay là bị hỏng nhé. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. How long has it been broken? Nó đã bị hỏng bao lâu rồi? Tại sao người ta dùng cái thì hiện tại hoàn thành để hỏi về trong cái tình huống này? Thì các bạn hãy liên hệ với cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành mà chúng tôi đã dạy cho các bạn ở những video trước đây nhé. Như vậy câu này có nghĩa là How long has it been broken? Nó đã bị hư bao lâu rồi? Trả lời: It's been broken for 2 days. Chứ it's đây là phải S đây, không có phải là it is mà it has được viết tính lược từ chữ has nha các bạn. Viết tính lược từ chữ này nha. It has. Thì người ta viết lại là it's been broken for 2 days. Nó đã bị hư 2 ngày rồi. Bởi vì phía trên này hỏi là thì hiện tại hoàn thành. Ở dưới này chúng ta cũng trả lời với thì hiện tại hoàn thành. I know how upset you must be. Tôi biết bạn đã buồn như thế nào. Như vậy tại sao người ta dùng chữ upset ở đây? Đáng lẽ câu này chúng ta viết là I know how you must be upset. Chữ upset này, cái tính từ này người ta chuyển lên ngay đây các bạn. Thay vì nó nằm ở be upset, người ta chuyển lên ngay đây sau, đứng sau chữ how, để diễn tả cái sự cảm thán và mang ý nghĩa nhấn mạnh. Như vậy tôi đã biết vì sao bạn đã lo lắng như thế nào rồi. I know how upset you must be. Tiếp theo. I remember when the heating system in my building was broken. Tôi cũng nhớ lại khi mà cái hệ thống máy sưởi trong tòa nhà của tôi cũng bị hư. Tức là cái sự việc này, tình huống này đã làm cho tôi nhớ về cái hệ thống máy sưởi trước đây của tôi đã bị hư. Was broken. Is there anything I can do to help? Câu này có nghĩa là có điều gì tôi có thể làm để giúp được không? Hay cái khác là tôi có thể làm điều gì để giúp được không? Nhá. Câu này ý nghĩa là như vậy. Is there anything I can do to help? Not really. Thực sự là không có gì cả. But thanks for your concern. Nhưng mà cũng cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. Của bạn nhé. Chữ concern đây có nghĩa là sự quan tâm nha. Như vậy cái bài của chúng ta nó có nội dung như vậy. Bây giờ chúng tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa về cái nội dung của cái bài đối thoại này nhé. You seem upset. Trông anh có vẻ lo lắng thế. Is anything wrong? Có điều gì bất ổn phải không? Yes. The heating system in my building is broken. Vâng, cái hệ thống sưởi nhiệt trong cái tòa nhà của tôi nó bị hư. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. How long has it been broken? Nó đã bị hư bao lâu rồi? It's been broken for 2 days. Nó bị hư 2 ngày rồi. I know how upset you must be. Tôi biết anh lo lắng như thế nào. Vì sao anh phải lo lắng như thế? I remember when the heating system in my building was broken.
làm tôi nhớ lại đến cái hệ thống nhiệt trong cái tòa nhà của tôi cũng bị hư trước đây nhé. Is there anything I can do to help? Tôi có thể làm gì để giúp được không? Not really. Thực sự là cũng không có gì đâu. But thanks for your concern. Nhưng dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi cái bài đối thoại này nhé. You seem upset. Is anything wrong? Yes, the heating system in my building is broken. I'm sorry to hear that. How long has it been broken? It's been broken for 2 days. I know how upset you must be. I remember when the heating system in my building was broken. Is there anything I can do to help? Not really. But thanks for your concern. Một lần nữa nhé các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Yes, the heating system in my building is broken. I'm sorry to hear that. How long has it been broken? It's been broken for 2 days. I know how upset you must be. I remember when the heating systems in my building was broken. Is there anything I can do to help? Not really. But thanks for your concern. Và đây là những tình huống chúng tôi cung cấp cho các bạn để nói theo cái bài đối thoại bên trên nhé. My best friend is angry at me. Chúng ta có từ best friend, tức là người bạn thân, người bạn tốt nhất đó các bạn. My best friend is angry at me. Chúng ta có nhóm từ to be angry at, tức là giận ai. Ví dụ tôi giận Helen thì chúng ta sẽ nói là I am angry at Helen. Nhá. Như vậy chữ at đây là với ai, với người nào đó. Nhá. Như vậy chúng ta có nhóm từ to be angry at là giận người nào. Tiếp theo, my father is in the hospital. Cha tôi đang nằm bệnh viện. Và tình huống tiếp theo là my TV is broken. Tức là TV của tôi nó bị hư. Và tiếp theo, my girlfriend wants to break up with me. Tức là người bạn gái của tôi muốn chia tay với tôi. I unemployed. Chúng ta có nhóm từ to be unemployed là thất nghiệp các bạn nhé. Cái nhóm từ này nó tương đương với chữ to be jobless hoặc là to be out of work. Đây là những cái nhóm từ chỉ về cái tình huống bị thất nghiệp nha các bạn. To be jobless là không có việc làm đó. To be out of work cũng là không có việc làm, thất nghiệp. Tương đương với lại to be unemployed. Thay vì chúng ta nói I am unemployed, chúng ta có thể nói I am out of work hoặc là I am jobless nha. Các bạn nhắc lại nha. Be jobless. Be out of work. Be unemployed. Và tiếp theo tình huống số 6. The elevator in my apartment building is out of order. Chúng ta có nhóm từ to be out of order, tức là nó tương đương với lại là to be broken, tức là bị hư, bị hỏng. Như vậy, ở đây là gì? Cái thang máy ở trong cái tòa nhà chung cư của chúng tôi, apartment building là tòa nhà chung cư nhé, nó bị hư. Như vậy chúng tôi đã cung cấp cho các bạn 6 tình huống và còn những tình huống tiếp theo nữa chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn ở cái video kế tiếp nhé. Bây giờ chúng ta nhắc lại những tình huống này, sau đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào cái bài đối thoại mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Chúng ta nhắc lại nhé. Đi elevator in my apartment building is out of order. The elevator in my apartment building is out of order. I am unemployed.
I am unemployed. My girlfriend wants to break up with me. My girlfriend wants to break up with me. My TV is broken. My TV is broken. Và tình huống tiếp theo nha các bạn. My father is in the hospital. My father is in the hospital. My best friend is angry at me. My best friend is angry at me. Và bây giờ chúng tôi sẽ làm mẫu cho các bạn cái tình huống đầu tiên. Anh dường như có vẻ lo lắng thế. Có chuyện gì bất ổn sao? You seem upset. Is anything wrong? Vâng. Người bạn thân nhất của tôi giận tôi. Yes. My best friend is angry at me. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Người ấy đã giận anh bao lâu rồi? How long has your best friend been angry at you? Trả lời, anh ấy đã giận tôi 2 ngày rồi. Cái thời gian này chúng ta có thể thay thế cho các bạn 2 ngày, 5 ngày hay 10 ngày gì đó. Chúng ta có thể thay thế vào. Nhưng mà ở đây chúng tôi lấy theo cái bài mẫu nhé. He has been angry at me for 2 days. Tôi biết vì sao anh phải buồn như vậy. I know how upset you must be. Tôi nhớ khi bạn thân của tôi cũng đã giận tôi. I remember when my best friend was angry at me. Có cần tôi làm cái điều gì đó để giúp không? Is there anything I can do to help? Thực sự là không đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Not really, but thanks for your concern. Chúng tôi nhắc lại tình huống số 1 này một lần nữa nha các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Yes, my best friend is angry at me. I'm sorry to hear that. How long has your best friend been angry at you? He's been angry at me for 2 days. I know how upset you must be. I remember when my best friend was angry at me. Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. Và tình huống số 2 nha các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Yes, my father is in the hospital. I'm sorry to hear that. How long has your father been in the hospital? He's been in the hospital for 2 days. I know how upset you must be. I remembered when my father was in the hospital. Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. Huống số 3 nhé các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Yes. My TV is broken. I'm sorry to hear that. How long has your TV been broken? It's been broken for 2 days. I know how upset you must be. I remember when my TV was broken. Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. Và tình huống số 4 nha các bạn. You seem upset. Is anything wrong? Yes. My girlfriend wants to break up with me. I'm sorry to hear that. How long has your girlfriend wanted to break up with you? She just wanted to break up with me for 2 days. I know how upset you must be. I remember when my girlfriend wanted to break up with me.
Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. You seem upset. Is there anything wrong? Yes, I am unemployed. I'm sorry to hear that. How long have you been unemployed? I've been unemployed for 2 days. I know how upset you must be. I remember when I was unemployed. Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. Và tiếp theo, cái tình huống số 6 nha các bạn, tình huống cuối cùng của cái video ngày hôm nay. You seem upset. Is anything wrong? Yes. The elevator in my apartment building is out of order. I'm sorry to hear that. How long has it been out of order? It's been out of order for 2 days. I know how upset you must be. I remember when the elevator in my apartment building was out of order. Is there anything I can do to help? Not really, but thanks for your concern. Như vậy vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã practice speaking những tình huống đầu tiên trong cái bài đối thoại này mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Và còn 6 tình huống nữa chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn vào ở cái video tiếp theo nhé. Như vậy bài học hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.